Đồng Nai bắt quả tang kẻ chuyên thu tiền bảo kê ghe đánh bắt thủy sản trên sông Thị Vải. Kỳ án gỗ chắc liên quan cựu tướng Phan Văn Vĩnh, đại biểu Quốc hội chất vấn Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao lần thứ 11. Vụ phụ huynh vây trường tiểu học Tây Mỗ 3 vì chưa thông báo tuyển sinh mà hết chỗ, hiệu trưởng nói gì? Đồng Nai bắt quả tang kẻ chuyên thu tiền bảo kê ghe đánh bắt thủy sản trên sông Thị Vải. Thưa quý vị và các bạn, để được đánh bắt, nuôi cá trên sông Thị Vải, một số chủ ghe, chủ bè phải đóng tiền hàng tháng cho đối tượng Trọng. Việc bảo kê này của Trọng diễn ra từ năm 2017 đến nay. Theo thông tin từ Công an Đồng Nai, vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 20 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Cơ động, các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Long Thành bắt quả tang đối tượng Bùi Minh Trọng, 44 tuổi, biệt danh là Quý Đen, thường trú tại tổ 6 ấp 1 xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cưỡng đoạt tài sản của một số chủ ghe đánh bắt tôm cá, chủ bè nuôi cá trên sông Thị Vải, đoạn thuộc cảng Gò Dầu B, xã Phước Thái, huyện Long Thành. Đối tượng Trọng thừa nhận một số chủ phương tiện để được đánh bắt tôm cá ở đoạn sông trên phải đóng tiền hàng tháng cho mình. Theo lời khai của Trọng, năm 2017, Trọng bắt đầu nảy sinh ý định bắt các ghe đánh bắt cá phải chung chi tiền hàng tháng, mỗi tháng 1 triệu đồng. Về sau đánh bắt khó khăn, các chủ ghe năn nỉ mãi nên Trọng giảm xuống còn 500.000 đồng. Những lần thu tiền, Trọng đều báo trước một hôm để đại diện người đánh bắt đi gom rồi giao lại một thể. Sau khi nắm được thông tin Trọng bị bắt, một số nạn nhân đã trực tiếp đến gặp cơ quan công an để tố cáo hành vi của đối tượng đã gây ra trong thời gian qua. Trong đó có anh Dương quê ở Long An. Anh Dương đã đánh bắt ở khu vực sông Thị Vải từ năm 2010. Lúc đầu Trọng kiếm chuyện không cho anh Dương làm. Có lần tôi cố tình thả lưới xuống sông thì Trọng ra bắt buộc tôi phải kéo lên. Có lần còn cắt cả dây neo. Tôi từ nơi khác đến nên không dám phản ứng. Sau đó tôi đặt vấn đề xin được thả lưới. Trọng yêu cầu muốn thả ở đâu thì phải điện xin ý kiến trước. Đồng ý ở đâu mới được thả ở đó, không được thả nơi Trọng câu cá. Anh Dương bức xúc, chúng tôi làm ăn vất vả cả đêm mới kiếm được gần 1 triệu đồng. Trừ chi phí đi cũng chỉ còn lại được 300 đến 500 ngàn đồng. Ăn uống tan tiện còn dư được chút ít gửi về quê lo cho các con học hành. Cũng phải chung chi tiền bảo kê hàng tháng cho Trọng, còn có vợ chồng anh Dư cùng quê với anh Dương. Vợ chồng anh Dư đến đây đánh bắt tôm cá từ năm 2019. Theo anh Dư, một số người bạn trước đó đã chung tiền cho Trọng hàng tháng mới được đánh bắt tôm cá, nếu không sẽ bị quậy phá, xua đuổi. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Thành đang khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của đối tượng. Vụ phụ huynh vây trường tiểu học Tây Mỗ 3 vì chưa thông báo tuyển sinh mà hết chỗ, hiệu trưởng nói gì? Thưa quý vị và các bạn, hàng trăm phụ huynh đã có mặt tại trường tiểu học Tây Mỗ 3 để chờ đợi chất vấn ban giám hiệu nhà trường. Vì sao trường chưa thông báo tuyển sinh đã hết chỉ tiêu? Đến 17 giờ, ban lãnh đạo trường đã có những thông tin đầu tiên. Sau hơn 10 giờ phụ huynh ngồi vạ vật, đến 17 giờ chiều ngày 21 tháng 8, ban giám hiệu trường tiểu học Tây Mỗ 3, Nam Từ Liêm, Hà Nội chính thức có cuộc làm việc nhanh với các phụ huynh có nguyện vọng cho con nộp hồ sơ vào trường. Tại đây, những câu hỏi được nhiều phụ huynh chất vấn ban lãnh đạo trường gồm: trường có tổ chức tuyển sinh năm học 2024-2025 không? Nếu có tuyển sinh thì tuyển sinh phương thức nào, điều kiện tuyển sinh là gì? Trả lời chất vấn của phụ huynh, bà Nguyễn Thị Hằng, hiệu trưởng trường tiểu học Tây Mỗ 3 cho biết, ban giám hiệu nhà trường mới nhận nhiệm vụ được 2 ngày. Theo bà Hằng, đây là thời điểm cận kề năm học mới nên nhà trường chỉ đang chuẩn bị công tác đầu năm. Bà Hằng nói, vì là ban giám hiệu mới nên chúng tôi không phải làm công tác tuyển sinh. Công tác tuyển sinh hoàn toàn do trường tiểu học Tây Mỗ 1 tuyển sinh cho trường Tây Mỗ 3. Thông tin cụ thể về tình hình tuyển sinh, bà Hằng cho biết, trường tiểu học Tây Mỗ 3 có tổng số 30 lớp, mỗi lớp sẽ đón 35 học sinh. Hiện nay trường đã nhận 1.100 học sinh. Lý giải việc tại sao nhà trường chưa thông báo tuyển sinh mà đã có hơn 1.100 học sinh. Bà Hằng giải thích đây là số học sinh đón nhận từ số học sinh tách ra ở trường tiểu học Tây Mỗ 1. Hiện tại nhà trường đã có danh sách học sinh và đang hoàn thiện công tác đón học sinh. Bà Hằng nói, sáng nay trường đã phát biểu để phụ huynh điền nguyện vọng. Căn cứ trên thực tế, trường có trách nhiệm tập hợp các phiếu nguyện vọng gửi lên cấp trên, sau đó sẽ có thông báo tới phụ huynh sớm nhất. Khi được phụ huynh đề nghị cung cấp danh sách học sinh đã được chuyển sang trường tiểu học Tây Mỗ 3, hiệu trưởng nhà trường từ chối cung cấp. Kỳ án gỗ chắc liên quan cựu tướng Phan Văn Vĩnh, đại biểu Quốc hội chất vấn Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao lần thứ 11.
Thưa quý vị và các bạn, đại biểu Hoàng Đức Thắng, tỉnh Quảng Trị cho hay, theo báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội sáng ngày 21 tháng 8, công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp được tăng cường. Đội ngũ giám định viên được rà soát, kiện toàn, bảo đảm đủ số lượng, có trình độ chuyên môn, đạo đức, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Với chất lượng đội ngũ giám định viên nhiều như thế đã đủ sức giúp viện trưởng trong việc giám định, đánh giá giá trị lô gỗ vật chứng trong vụ gỗ chắc tại Quảng Trị để làm căn cứ giải quyết vụ án vi phạm nghiêm trọng pháp luật trong việc bán vật chứng đang trong quá trình điều tra mà viện trưởng đã báo cáo với Quốc hội từ hơn một năm về trước hay chưa. Khi nào thì vụ án này được giải quyết để đảm bảo pháp luật được thực thi? Đại biểu Hoàng Đức Thắng cho hay, nhân đây tôi cũng xin nhắc lại là vụ án vụ việc này đã xảy ra gần 13 năm và đã được khởi tố hơn 5 năm. Trả lời đại biểu Hoàng Quốc Thắng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí bày tỏ trân trọng và chia sẻ sự quan tâm, bức xúc của đại biểu Hoàng Đức Thắng về vấn đề này. Ông Lê Minh Trí nói, tôi cũng có dịp báo cáo một lần nữa để cho đại biểu cũng như là các đồng chí có thông tin thêm về vụ việc. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Lê Minh Trí cho biết, vụ án này vướng quy định của pháp luật về trách nhiệm phân công giám định chứ không phải tăng cường để đủ điều kiện giám định lô gỗ này. Do các cơ quan có thẩm quyền định giá đều có văn bản xác định không thể xác định lô gỗ vật chứng trong vụ án buôn lậu vì vật chứng này không còn nên không có cơ sở xác định thiệt hại giữa khoảng chênh lệch giá trị thường của lô gỗ tại thời điểm bán với giá trị của lô gỗ mà cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bán trước đây. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Lê Minh Trí nêu rõ, cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân đã xác định giai đoạn trước đây có hành vi vi phạm pháp luật là hành vi bán vật chứng. Đã có hậu quả nhưng hậu quả này cần được xác định cụ thể thì mới có thể xác định khung phạm tội để truy tố, xét xử. Nếu không có căn cứ này thì chúng ta không làm được. Tuy nhiên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cho biết, ông rất trăn trở và cho nghiên cứu thì được biết. Theo quy định tại nghị định của Chính phủ, việc thực hiện định giá lần đầu đối với tài sản thuộc các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp liên quan đến nhiều cấp và được dư luận xã hội quan tâm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Vì vậy, để phục hồi điều tra vụ án này thì yêu cầu định giá lần đầu ở cấp trung ương. Bây giờ tôi báo cáo với Ban Thường vụ Quốc hội xem có ý kiến với Chính phủ chỉ đạo bộ chuyên ngành định giá lần đầu theo quy định nêu trên. Nếu có kết quả thì sẽ có căn cứ để xem xét có còn thời hiệu để truy cứu trách nhiệm hình sự hay không. Còn nếu không thì cũng xin nói với đại biểu thế này, trước đã sai rồi, bây giờ thì chúng ta phải cẩn trọng và có căn cứ đúng quy định pháp luật thì mới làm, chứ chúng ta không thể làm mà sau đó không truy tố, không xét xử được thì không làm được. Trước đó trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí nhắc lại, tôi được hỏi và trả lời lần này là lần thứ 10 về vụ án này. Ông Trí cho biết, đối với kỳ án gỗ chắc, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hiện nay đang thực hiện biện pháp tố tụng là tạm đình chỉ chứ không phải đình chỉ. Nguyên nhân về thời hạn điều tra có thời hạn, nhưng thời hạn giám định thì chưa xác định. Khi có kết quả hoặc có căn cứ pháp luật sẽ phục hồi điều tra trở lại. Ông cũng khẳng định, thời gian qua cơ quan điều tra Viện Kiểm sát tối cao đã làm đúng trách nhiệm của mình và đúng pháp luật. Ông Trí cho hay, nếu không có hậu quả mà chúng tôi làm khác đi thì lại thực hiện một hành vi vi phạm pháp luật khác. Chúng tôi chia sẻ trong vụ án này chúng ta chưa chứng minh được tội phạm, chưa kết luận được, đó là điều chúng ta cảm thấy băn khoăn về trách nhiệm của mình trong thực thi nhiệm vụ. Thế nhưng không phải chúng ta bất chấp pháp luật để chúng ta kết luận cho bằng được khi mà chứng cứ quy định pháp luật chưa đủ điều kiện để chúng ta kết luận. Liên quan đến kỳ án buôn lậu gỗ chắc vào tháng 9 năm 2019, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố ông Phan Văn Vĩnh. Ông Phan Văn Vĩnh từng là Trung tướng Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đang chấp hành án phạt 9 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng do Nguyễn Văn Dương và Phan Xào Nam cầm đầu. Theo cơ quan điều tra, khi mở rộng vụ án, Trương Huy Liệu, Phó Giám đốc Công ty Ngọc Hưng và đồng phạm về tội buôn lậu và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan chức năng phát hiện năm 2013, ông Phan Văn Vĩnh khi đó đương chức Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã chỉ đạo ra quyết định trái pháp luật trong xử lý vật chứng và tổ chức bán đấu giá lô gỗ chắc tang vật của vụ buôn lậu này.